Hai chào anh em vào chị ở nữa, mình từ lũ S8 vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Đã 28 Tết rồi, nhà các bạn đã đun bánh chưng chưa? Ở nhà mình thì mới mua, các bạn lại không đun bánh chưng. Thành ra là cũng nhà cửa dọn dẹp từng qua, thành ra bây giờ bắt đầu lại rảnh rảnh rồi các bạn ạ. Nên chia sẻ với anh em một tí trong khung giờ 20:59 ngày hôm nay nhá. Vẫn canh được, mất có 10 phút rồi mà. 20:59 thì mình thường bớt 2 trận để đánh. Và hôm nay thì nói thật với các bạn là nó cứ ảo ảo cũng gì. Thua thì nhiều mà thắng thì được đúng một trận. Đấy, còn cái trận cái gì nhỉ? VN Chun đánh mình là sau rất lâu rồi các bạn ạ. Đấy, nó sau mất khoảng độ tầm đến mấy phút rồi ông mới bắt đầu mới đấm thì nó không nhiều ý nghĩa đúng không? Đấy, chỉ còn 6 tiếng trước thì cũng không quan trọng lắm, mình cũng toàn thua thôi. Đúng không? Đấy, mãi từ cái đoạn 2 giờ này đó các bạn nhá. Đấy, đây này, bắt đầu từ đoạn này này là mình thắng này. Đúng không? Các bạn nhìn thấy thua một chặng dài đến 5 trận và thắng đúng một trận. Ngày hôm qua thì test trước rồi cũng toàn thua. Thắng đúng một trận. Nhưng mà cái trò đời bên cái gì nhỉ, bên đấu trường này nó là như vậy các bạn ạ. Cứ đánh bình thường này mà thắng nhiều là y rằng 20:59 kiểu gì cũng mất tốt. Đấy, còn bình thường đánh thua như thế thì 20:59 mình rất có linh cảm là thế nào hôm lại thắng, và y rằng hôm nay là như vậy. Đây là lão HH, lão ấy ăn ké của mình, ông chơi bắc cầu của mình, ông dám đi cầu không thu tiền được của ông ấy. Đây các bạn, ông ấy thu phí cầu đường của mình đâu rồi? Đây, đúng không? Mình đấm lao Ozil một phát 15 bậc. Đấy, xin lỗi lao Ozil nha. Đấy, cái gì nhỉ? Mình cũng rất là muốn đánh lão là cái gì nhỉ? Trước ấy đi. Đấy, mình đánh trước một trận rồi nhưng mà khốn nỗi nó lại thua, đúng không? Trận sau nó lại thắng, hai trận này mình đánh sát nhau. Cách nhau độ khoảng 1 phút thôi, đúng không? Khốn lỗi trận sau nó lại lành thành thắng. Nhưng mà hình như lão thì hôm nay chắc không canh được, không thấy quay trở lại nên cũng hơi hơi thấy có lỗi. Đúng không các bạn, nói thật đấy, mình cũng không muốn như thế nhưng mà cái cơ sự lại thành ra như thế rồi, dồn vào cái bước đường như thế làm hèo được. Nhà lão HH lại thụi mình cho thêm một phát nữa, Iari thụi mình một phát nữa, thành ra nó mới hạng như hiện nay. Và Iari thì chậm chân, còn lão HH thì ăn được top 2, 420 kim cương. Ok, đánh test với Randy mình thắng nhưng ở trong ngoài lại thua rồi. Đúng không, VN Tun thì quá muộn mà. Còn tất nhiên là sau 20:59 thì hạng nào nó cũng không quan trọng lắm. Một hit MO bây giờ mới online và rõ ràng vẫn lên được top 3. Đấy, các bạn thì ở chung giờ bây giờ có mỗi giết tao đi là sẽ hơi khó khăn thôi. Lão HH thì lại bị Long Thiếu Gia, bị Mesut Ozil đập được các bạn nhá, có tỷ lệ nhá. Đấy, vì team của ông ấy nói thật là cũng vẫn còn lỗ hổng khi mà sát thương chủ lực phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí của Metro. Athena cũng có sát thương nhưng mà không đáng kể. Vice cũng thế, không thật sự là xuất sắc như Major nên không chế được Major là xong. Đấy, đúng không? Bằng một cách nào đấy không chế được Major là coi như team của lão HH xong. Nhưng thật sự là khó, nên là tỷ lệ HH top cao vẫn top 2 vẫn cao lắm. Nhưng ông đích đánh, ông toàn đợi mình đánh lên rồi ông ăn ké em bựa. Ok, thôi rồi top 3 cũng là ổn rồi các bạn ạ. Đấy, trong đó thì trong top đấu trường quên mất top vòng robot thì chúng ta cùng điểm nhanh qua xem có những ai dấn thân vào đua nhé. Riêng với app của mình thì mình dự kiến là sẽ tối nay, hẹn các bạn tối nay nhé, sẽ buổi live stream bất thường chia sẻ với các bạn về chiến thuật này, có lên lấy con Rio Thiên Cầu này hay không. Tức là lý do là mình đã quyết định ấy, chắc chắn là tức là bây giờ không còn phụ thuộc vào lượt view nữa. Đấy, hẹn trước các bạn nhé là mình sẽ lấy hay là không lấy con này, lấy thì lý do vì sao và không lấy thì lý do vì sao, và cuối cùng là thi hành thôi, đúng không? Đấy, còn đấu trường hiện cái địa bảng xếp hạng hiện nay thì có rất nhiều người lấy. Đấy, số điểm thấp nhất hiện nay đang là 1.300 của VN Tuyệt Thiên. Đấy, còn lại thì nhoi dần lên. Floyd bên B quay cũng rất hên đúng không các bạn, hơn 2.000 một tí thôi. À đây mình quay đây chưa đúng không, thằng cu trò nó quay ra bot rồi, ngon vãi nha. Ở trên này thì còn có ông tay nào quen quen nhỉ, lão Long Thiếu Gia 3.700 mới ra được với đen, còn lại thì bình thường. Su ID là VIP 18 các bạn nhé, 3.800 mới ra. Nói chung thì cũng bình thường thôi, không có điều gì gọi là quá ghê gớm. Các điểm số này cũng không phải quá cao, mà nó không thấp thôi. Đấy, đây nói chung thì trong top S60 các bạn hãy thấy rằng các cái vòng đua lần 1 khá hiếm người chơi đúng không. Đấy, Kula đợt vừa rồi cũng không có mấy người chơi. Đấy, team của Zetao đi vẫn là tứ đại ung thư, bỏ Shishio kết hợp với K-Phẩy và Tedico, công lấy công bù thủ. Đấy, chứ thủ của team này các bạn thấy cũng chưa rõ ra gì đâu đúng không, quá công ác quá bù lại được thủ. Ok, lão Anna thì chắc chắn là sẽ không lấy Rio Thiên Cầu rồi, nó chẳng thành một cái gì cả đúng không. Team của lão Anna sẽ là lấy King, một võ sĩ nữ tiếp theo
Mình đoán thế nhá, nhưng chắc chắn lấy cà phê thì S Max Grab rồi, chắc thay tiếp, thần bài thay được, nhưng không hiểu sao không lấy. À, ông đang hụt mèo, ông tham chơi tinh tú. Đấy, tất cả những ông trên 5 triệu lực chiến này đều đã chơi tinh tú các bạn ạ. Đấy, full một event tinh tú mới lên được lực chiến kinh khủng khiếp như vậy. Ok, Folic Claw cũng thế, chắc chắn chơi tinh tú. À đây, như vậy trong top đã có Folic Claw. À các bạn lưu ý rằng gộp server những đua boss thì vẫn là chung nhau. À quên, gộp server những đua boss vẫn là riêng, nên các bạn ấy không nhìn thấy những người chơi ở các server 55, 59 trong bảng xếp hạng đua boss ở vừa rồi. Điều đấy thật là dễ dàng cho những người lấy boss, đúng không các bạn? Thứ hạng của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Ok. Rồi, quay đầu là bờ thì cũng không lấy. Đây là các server khác, các server mình thì mình nhìn thấy rõ rồi, đúng không? Flamin B thì lấy rồi. Và không chỉ như vậy, còn up lên tới tầm 6 sao luôn. Hôm nào mình sẽ vào review, từ hôm trước bây giờ mới chỉ lấy thôi, chứ cũng chưa vào để quay video, đúng không? Mình chưa có một video nào về con này nhỉ? Đấy, có lẽ chiều nay sẽ làm một video. Ok, đây là S7 Chum. À, lần này ông lại không thấy ông lấy bot ấy. Thay vị trí Athena rõ ràng cũng ổn, và Kula cũng ổn. Toàn ở vị trí sao thấp mà, đúng không? Đấy. Rồi, OMG Randy chắc là sẽ cũng không lấy đâu. Mình đoán là như vậy. Rap nói thật với các bạn, nó bây giờ nha các bạn, bảo lấy Maxima thay Rap thì được. Đấy, thì cái chiến thuật của nó không thay đổi nhiều. Chứ bây giờ các bạn bảo lấy Thiên Cầu thay Rap thì chiến thuật của nó thay đổi hoàn toàn. Đấy, nên là những người chơi Rap và người ta không có nhu cầu lấy Maxima đâu các bạn ạ. À, không có nhu cầu lấy Thiên Cầu đâu, người ta sẽ lấy Maxima. Nên là mình cũng không lạ gì cái vòng đua này đâu. Đa phần công mình sẽ không lấy đâu. Đã nhúng chân vào Rap rồi là sẽ đụng chân vào Maxima, không bao giờ họ chơi Thiên Cầu đâu. Đây ông này chơi cả hai này, cả Raph, cả Thiên Cầu và thần bài. Bên Tun, mình cho rằng với chỉ số uy lực, không biết ông này bao nhiêu uy lực. Đấy, uy lực thấp thì chơi Thiên Cầu được, chứ uy lực cao thì chơi nó cũng được, hơi phí. Chắc là ông này uy lực thấp vì sử dụng cả Major mà các bạn. Đấy, ok. Rồi, Yari như vậy các bạn có thể thấy là 55 và 59 có số lượng, đặc biệt 59 có số lượng người chơi lấy Thiên Cầu nhiều hơn ấy, 60 một tí. Đang ngang nhau nhỉ. À đây là mình. Ok. Lão Jimmy cũng không lấy và vẫn sử dụng con thần bài 5 sao Tamon từ rất lâu rồi. Ozil chắc chắn rồi, ông ấy phải chờ Maxima cơ. Rồi, Shinte. Cảnh sát Đài Loan cũng không. Có Rap rồi lấy về nó. Thiên Cầu lấy về nó không hơn cái Rap hẳn các bạn. Nghe trong vòng 2 nhá. Đấy, vòng 2 nhá các bạn ạ. Nghĩa là nó có tứ môn rồi. Ờ thì may ra lấy về còn bảo hơn được thằng Rap, chứ bây giờ lấy về hơn được Rap hay gì, đúng không? Thậm chí còn kém hơn, thế thì lấy về để làm gì? Đấy là lý do người ta không lấy Thiên Cầu. Một hit bay màu ghê, ông lực chiến tận 22 mà ông đấm lên ghê. Ok, ông này lực chiến còn tận 23 luôn và ông ấy lấy Rap, à lấy Thiên Cầu về. Rõ ràng là chỉ lợi dụng tính phản đòn chứ không quan trọng khả năng phòng thủ của nó, phòng thủ nhờ số lần bị trí tử. Ok, có mảnh vạn năng mà không lâng đấy các bạn. Đấy, chắc mình đoán sau cũng thay bằng Maxima thôi. Mình đoán như vậy. Đây là lão Clon TTV, ông mình sẽ chơi team Sulu. Rồi, đây là bắt đầu sang cái top rất là thấp rồi. Đúng không các bạn, sử dụng những võ sĩ rất cũ. Rồi, ok. À, các bạn nhìn thấy tận top bao nhiêu? Bây giờ Iskanor đã chui xuống tận top 28 về mặt lực chiến rồi. Và trong team cũng không thế rồi. Như vậy lời hứa hẹn nó comeback chắc là hứa suông rồi, chứ không có ý nghĩa thực tế nữa rồi. Đấy, ok, nhìn chung thì các bạn thấy rằng tốt đấu trường theo mình đánh giá là tỷ lệ lấy Rio Thiên Cầu rất ít. Đấy, dù là có nhá, đây là Rio Thiên Cầu vòng 1, nó cũng giống như Kula vòng 1, tỷ lệ cũng rất ít. Nó không giống như vị trí ca phẩy, vị trí Terrico hay vị trí Major, nhìn đâu cũng thấy tiền như team nào có từ 2 đến 3 con như thế. À, từ 1 đến 2 con trong 1 trong 1 hoặc 2 trong 3 con đấy, thường là 2. Đấy, còn đâu ở vị trí Thiên Cầu và vị trí Kula, các bạn có thể thấy rằng là những vị trí tranh cơ không được có sự ưu tiên cao bằng việc thay thế Rap, nghĩa là Rap người ta vẫn ưa thích hơn các bạn ạ. Cái đấy là nhận định riêng của mình nhá, mà mình cho rằng đấy là nhận định phù hợp. Ở đâu các bạn chơi nào thì tùy thuộc thôi. Đấy, tối nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các bài cách khắc chế Kula, cách khắc chế Rap, cách khắc chế Thiên Cầu, từ đó đưa ra đội hình của mình. Mình sẽ lấy vững võ sĩ như thế nào để cho người ta không khắc chế được mình và mình có cơ hội khắc chế được người ta. Hẹn gặp các bạn trong tối nay nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn theo dõi trận đánh trong đấu trường của mình. Thấu thật với các bạn, đánh nhau với lão Ozil đó là hên xui.
nói thật hôm nay là hên, nhưng mình biết cũng biết cái tỷ lệ đó như thế, vì trước đấy mình thua liên tiếp rồi thì kiểu gì mình cũng sẽ thắng thôi. Đấy, chỉ số uy lực ngày càng xa cách, bây giờ là lên tới sấp xỉ 30k uy lực rồi. Nó lên, nói thật là mình chơi Kula thì mình chơi thôi, còn đâu mình không có ý định là lấy nó về và đua uy để hơn uy đâu các bạn nhé. Các bạn đừng hiểu nhầm ý chiến thuật của mình, sau này mình sẽ bung lực để hơn uy, bung vào mắt. Mà lấy lách được đâu mà bung bung hết rồi, uy lực khó chơi lắm. Đây là trận đấu mình thua. Và các bạn để ý rằng tung không có nộ. Đây là một trường hợp hiếm hoi các bạn ạ. Mà mình nhìn nhanh hình như mây trời bên đối phương họ không có độc chiêu. Chứ mây trời đánh hàng ngang 3 võ sĩ là có khả năng rất cao. Là có khả năng rất cao tung sẽ bị sát thương, khiến biến hình và phu nộ. Rất tiếc là không. Phát sau tung chắc là bị đấm chết thì nhà thua là do như vậy. Tung rõ ràng là điểm yếu đầy người đúng không? Quá nhiều điểm yếu. Nhưng cũng không khó lắm để che đi đâu các bạn ạ. Đấy, dễ che mà. Rồi đây bay luôn. Nhìn là biết rồi đúng không? Đấy là lý do lớn nhất khiến mình... À đây là lý do đầu tiên khiến mình thua trận này. Xem lý do thứ hai là gì nào. Các bạn nhìn thấy sát thương của Metro trong lượt đầu với team của mình có thể coi như là sấp xỉ đến không đúng không? Gần như không có một chút sát thương nào cả. Các bạn ấy thấy nó rất ảo diệu. Xem các bạn xem trận thắng thì các bạn mới nhìn thấy rõ hơn cục diện team của mình. Đây là mình đang là trận thua. Khi mất tung mất rồi, phí quá. Team của Ozil khi mà cầm Metro trong tay và nó là được cầm hồn được 5 bão tố chứ không phải là ca phẩy, thì các bạn phải nhận định rằng team của là Ozil sẵn sàng thi đấu đến lượt cuối cùng. Nghĩa là sẵn sàng cù nhây cù nhau và chơi là sát thương càng về lết sẽ càng mạnh chứ không phải bùng nổ vào lượt đầu các bạn nhé. Đấy, nên là nếu như mà các bạn chỉ có phòng thủ mỗi hàng trước không thôi ấy, là toang với con mây chờ ngay. Nó đang mau e còn một chỗ lăn hại. Quả thực mây chờ trong 3 võ sĩ đã tốt nhất hiện nay là Terico, ca phẩy và Metro, thì Metro là con võ sĩ hoàn hảo nhất về mọi chỉ số theo mình là như vậy. Các chỉ số ở đây mình yêu cầu thứ nhất là tấn công đúng không? Đấy, ca phẩy bùng nổ lượt đầu, các lượt cuối thì không tốt. Đấy, khả năng bị khống chế, bị bắt cũng quá dễ, Metro thì không. Với khả năng tạo khiên nó sẽ được miễn nhiễm được với hầu hết các hiệu ứng. Đấy, nhanh cho nó vuông là như thế cả hiện tại và tương lai, đặc biệt là không bị dính phản đòn, khó bị khắc chế đúng không? Khả năng đam của nó lại không chỉ đơn mục tiêu mà là đam AOE trên toàn bộ hình đối phương ở mọi vị trí, nghĩa là bạn không thể trốn được. Nói em ca phải trốn hàng sau thì đố mà đấm được. Ok rồi, hai con bị khống chế, Mizuchi chỉ giải được cho một thôi và nó giải cho Kensu, đành phải như thế. Còn vị trí Teleco các bạn biết, đều biết điểm yếu của nó là nó nổ vào những lượt nhất định, chứ nó không nổ liên tục, đúng không? Đấy, nó chỉ nổ vào lượt nhất định thôi, sau đó thì nó lại... Nó như một cái động cơ 4 thì ấy, nó có từng thì một, chứ nó không nổ thì nào cũng nổ. Đấy, thì đây là lượt 2, lượt 4, đấy điểm yếu của con Teleco. Rác các bạn nhìn thấy khá mỏng manh trước Kensu của mình. Còn mây chờ còn thứ hai là về khả năng chống chịu, rõ ràng mây chờ là chống chịu tốt nhất, vừa được hồi sinh hoặc miễn chí tử nếu như mà không có vice đi kèm, lại còn 3 lần khiên, tổng lên tới 6 mạng. Hỏi các bạn giết bao giờ cho nó xuệ đúng không? Nó sẽ là võ sĩ có khả năng chống chịu tốt nhất. Kula chết đi thì băng tâm băng tủng ở đây cũng mất các bạn nào, viện trợ bên ly đâu. Đấy, kể có viện trợ Billy thì Mizuchi có nộ à? Đấy, Athen được giải hiệu ứng đúng không? Đấy, thì còn có cơ hội chứ, nhưng như thế này thì thua thật rồi. Các bạn thấy Kensu của mình làm việc vẫn tốt chứ, vẫn có khả năng sống sót tốt chứ. Chả qua là hàng trước của mình không thể nào chống chịu được họ thôi, bay rồi thôi. Và chủ lực đam của mình bị khống chế mất rồi thôi, là con Athena chứ không phải Kensu đâu. Thôi thua. Bây giờ thì dê vào miệng cọp rồi. Chưa chắc Dulon lượt này đã chết, nhưng mà
Nhưng mà đánh về lâu về dài bên hội họ các bạn nhìn thấy hàng trước vẫn còn đấy là mấy con như thế kia, khó thắng lắm. Rồi ok, chết luôn. Major độc chiêu ác hơn, mình đánh giá độc chiêu của Major vẫn ngon hơn độc chiêu của K phẩy và Teleco nhiều. Đấy, dù rằng cả ba con thì tuyệt kỹ vẫn nó vẫn là nổi trội hơn, nhưng độc chiêu cũng không thể không xét được đúng không? Độc chiêu của Major vẫn là tốt hơn. Đấy, có cái hiệu ứng ám này, sát thương diện rộng hơn này, đúng không? Ok. Xem trận này các bạn nhá, trận này là một trận may hơn khôn. Và các bạn lại thấy là vai trò hồn lực 5 nó lên tiếng. Chứ đội hình của mình nói thật với các bạn là cũng bình thường mà. Nó cũng vô vàn điểm yếu ấy mà. Chả qua đối phương trận này họ không khai thác được và mình lợi dụng được cái lợi thế hồn lực 5. Các bạn cùng xem nó như nào nhá. Cách khắc chế Teiko là các bạn phải hy sinh người cho nó đấm chết. Đấy, hoặc sử dụng rune thủ hộ của Dulon mình đang dùng ấy, đấy một trong hai cách nhá. Đấy. Mình đang áp dụng cách thứ hai là dùng Dulon, thì hy sinh người chấp người hơi khổ. Ngày xưa chưa lấy Dulon thì mình dùng chấp người, mình thay hết Omega Rugo rồi Maki rồi Conit các kiểu đúng không? Đấy, ngày xưa đấy. Bây giờ thì dùng Dulon với thủ hộ để cách khắc chế. Không hoàn toàn được nhưng mà cũng làm nó bớt đi thôi. Đấy các bạn ạ. Đấy. Còn K phẩy thì các bạn phải chơi trò giới hạn sát thương. Tanh không làm ăn được gì nó đâu. À còn bây giờ thì có thể dùng được thiên cẩu lắc ấy. Bây giờ thì các bạn có thể dùng cho mình thiên cẩu nhá. K phẩy đấm vào tự máu nó sẽ về một máu. Và như thế lượt sau bạn chỉ cần một võ sĩ nào đó đa mao e, mình lấy ví dụ Esmark Athena hoặc là Major đúng không? Major là tốt nhất. Đấy, Athena thì còn bị khống chế này nọ chứ Major nó ngon hơn nhiều. Đấy, Major chẳng hạn. Rồi, đúng không? Cứ ra mao e được hoặc là ai đó đập đánh trúng vào nó là được. Mizuchi Esmark sắp tới đúng không? Đấy, các bạn có thể nghĩ tới nhá. Thì sẽ khắc chế được ca phẩy thôi. Đấy, hai bài nhá, một là giới hạn sát thương, hai là phản đòn của thiên cẩu. Nói thật với các bạn, phản đòn thiên cẩu nó khắc chế tất. Cứ con nào ram càng to càng mất nhà máu nhiều với Rio thiên cẩu. Nói thế thôi. Đấy, nó tất nên là thôi con đấy thì nên là mình bảo con đấy nó rất ngon là như thế đấy. Best ở hiện tại đấy. Cho team phòng thủ nhá, nhưng mà cho team tấn công các bạn ạ. Với team tấn công của Major với team tấn công của ai đấy thì nó không cần thiết lắm. Với team tấn công của các bạn không cần thiết lắm. Đấy, phòng hợp với phòng thủ thôi. Mình lấy ví dụ như bạn nào mà dùng thiên cẩu với mình thì cũng chưa chắc là đã hữu hiệu đâu. Đấy, vì mình đánh hàng sau mà chắc nó bắt được Kensu rồi thì sẽ khó bắt được Athena. Đúng không? Sau này không biết có bắt được Mizuchi không? Thì tối nay mình sẽ chia sẻ cái nhận định của mình nhá. Rồi các bạn hãy thấy K phẩy đối phương có nộ lượt 2 nhưng không làm gì được vì đang bị Dulon của mình ám. Ám này thì không thể giải được. Chắc chắn là như vậy rồi. Thành ra chỉ có mình Major thôi. Và các bạn biết rằng những lượt đầu tiên thì Major không có sát thương. Sát thương của nó là yếu, nó chủ yếu là tạo ám thôi. Đấy, các bạn để ý càng ngày bên mình càng dính nhiều ám. Đấy, chỉ sát thương của nó không thể nào đủ giết người được. Các lượt sau thì xem thế nào. Ok, các bạn để ý rằng Dulon dính bao nhiêu ảm thì ca phẩy dính bấy nhiêu, rất khó chịu. Và đây là lượt 2 của mình phản công lại full sát thương và còn nguyên. Đây là một cái có thể gọi là may mắn, đúng thật là như vậy đúng không? Chứ sát thương ở lượt 2 của ca phẩy dù có nổ rune hay không thì cũng to hơn mây trở, đấy điều hiển nhiên. Ok, khá hên khi mà có thêm hai băng. Câm lặng thì sẽ ở một lượt thôi vì đây là câm lặng vẩy qua từ Dulon mà. Những choáng nhẹ của từ lượt trước. Đấy thì nó sẽ lan cả lượt này nữa. Rồi, thần bài bị ăn chí mạng là chết ngay thôi. Rap thì chắc cũng thế rồi. Để các bạn thấy rằng thần bài giờ nó yếu. Và con rap của lão Uzi cũng không phải một con rap theo mình đánh giá là quá khủng. Ok, bị long thực đốt máu chết. Rồi và các bạn nhìn thấy bên đối phương đã mất đi cả Mizuchi, mất đi cả ca phẩy và Athena khi mà bị dính khống chế. Còn mỗi Major quẩy thôi. Và các bạn nhìn thấy lượng sát thương của Major cũng không thật sự quá ấn tượng. Rồi thậm chí đúng không các bạn, không thật sự quá ấn tượng. Đúng không? Sẽ không thể có highlight lên tới mấy chục triệu đam được.
chúng ta cùng chờ vào lượt 4 của Metro nhé. Vì thông thường thì các bạn ấy chơi thì các bạn ấy sẽ chơi nộ cho võ sĩ, à sẽ chơi rune cho Metro là ở cái lượt chẵn các bạn ạ. Đấy, vì những lượt đấy thì chắc chắn là Metro có nộ hơn. Rồi ca phẩy cũng biến hình rồi, đạt tới trạng thái mạnh nhất rồi. Lượt số 4 sẽ là lượt mà bên phe ta chịu rất nhiều áp lực đây. 6 triệu đam tới từ sát thương của cánh su, dù không có chí mạng, và đó là sát thương tới từ độc chiêu. Thêm người này nữa. Ok, Athena đối phương bay là điều hiển nhiên rồi, đứng ở vị trí đấy thì khó mà sống được. Nào, bên phe ta đang đầy bình ở tất cả các vị trí, và các bạn nhìn thấy ca phẩy đấm và tôm chỉ hết được 30% máu và nó không xi nhê đúng không? Còn mấy trò thì sao? Rồi, lợi sát thương là nhiều hơn rất nhiều nhưng chưa đủ để Athena biến hình, nghĩa rằng đấm một lần nữa thì cũng chỉ đủ để Athena biến hình mà thôi. Đấy, các bạn như vậy thì có thể thấy là không thể nào xuyên qua hàng trước của mình rồi đúng không? Cố gắng, rất cố gắng và giết được Kula, ăn được hai mạng của nó luôn. Lửa ca phẩy đốt dã man thật, lục môn ca phẩy rồi các bạn nhá. Kula chưa có bát môn, chưa có hồn vũ khí. Rồi, và các bạn nhìn thấy thế trận nó đã quá rõ ràng rồi đúng không? Đấy, đến tầm này thì bên đối phương hết mất tanh rồi, trong khi đó lượng sát thương bên phe ta thì vẫn còn nguyên. Lượng phòng thủ thì có sức mẻ nhưng là không đáng kể, khi mà Tung và Mizuchi, các bạn lưu ý rằng mình phòng thủ không phải dựa vào chỉ số thủ. Đấy, phòng thủ hôm trước mình có chia sẻ với các bạn có 3 cách rồi các bạn đúng không? Thì mình đang dùng cách số 2, tức là dùng giới hạn sát thương. Nhà đam đối phương to đến mấy thì nó cũng chỉ đến thế thôi, chứ mình không cần nâng thủ. Đấy, ok, giới hạn sát thương thì phải hồi được máu, không hồi được máu thì sẽ không có, thì sẽ hết giới hạn ngay đúng không? Đấy, thành ra là cũng dễ thôi. Bên đối phương vẫn còn 3 người, trong đó Mizuchi các bạn nhìn thấy giết nó cũng không hề đơn giản tí gì ạ. Rồi, ăn được khoảng 35% sát thương của mình. Metro thì xử lý được con Nameless và ăn được thêm một lần miễn chí tử của Dulong. Rồi, bây giờ mình mới mất một mạng đầu tiên của Mizuchi. Như vậy Mizuchi của cả hai bên các bạn nhìn thấy đều rất trâu về mặt phòng thủ. Rồi, ca phẩy đã hết miễn chí tử từ lâu rồi. Cục diện nó đã quá rõ ràng rồi đúng không các bạn? Đối phương bóc là hàng trước của mình thì cũng hết lượt. Đấy, mà đến lượt mình phản công thì chắc nhiên là không đỡ rồi. Còn thừa rất nhiều lực đúng không các bạn? Ý là thừa rất nhiều võ sĩ. Trận này mình thắng nhìn chung là nó rõ ràng chứ không phải là hết xui. Đấy, hên là hên ở cái đoạn đầu thôi, chỉ đoạn cuối là nó xong rồi. Ok. À, phần thưởng là top 2 nhá. Sau đó thì bị đánh một bậc top 3, thì còn đâu đấm với lão hát này không ăn thua. Mình thật ra là chưa tìm được cái bài nào khắc chế được lão hát. Một phần lớn là mình thua lực chiến tương đối, thua tới hơn 400k. Cái phần thứ hai là thú thật với các bạn là team của mình có tới 3 con nó chưa có bát môn, à chưa, gọi là chưa có đồ đúng không? Kula, Lulon và Mizuchi. Nên thú thật với các bạn tính nó khó. Tính khó vô cùng. Lấy thiên cẩu về có khắc chế lão hát không? Mình nói luôn là xin thưa là không. Metro nó có khả năng tạo khiên rất dễ dàng rồi. Và khi nó đấm thì Metro, à cái gì, nó có khiên thì nó sẽ không mất máu. Và team của lão hát thì lại là một con team phụ thuộc rất nhiều vào Metro. Thế nên nếu như mình sử dụng Rio thiên cẩu thì không bao giờ thắng lão hát. Nhanh cho nó vuông là như vậy. Đấy là mình tính trên lý thuyết là như thế nhá. Mà thực tế cũng không biết được. Nhưng mà mình tính là như thế. Mà tính sai phải chịu thôi. Rồi, chắc chắn là Mai sẽ, à, con Vai sẽ được giải thôi. Nhờ Athena hoặc là Mizuchi. Đây, lượt 2 chúng ta xem lão ấy sát thương như nào. Rồi, không lo. Rồi, cũng như nhau cả rồi đúng không các bạn? Metro nào thì cũng là Metro mà thôi. Lợi sát thương có nhỉnh hơn một chút nhưng không thể gọi là đáng kể hơn hẳn như được đúng không? Rồi, ai bỏ đóng băng.
đóng băng cũng phản lại luôn, đóng băng xịn thì không phản lại. Như vậy ở lượt số 2 này là một lượt khá hoàn hảo với mình ấy. Khi mà các bạn nhìn thấy rằng bên phe ta full nộ, ngoại trừ Dulon có nộ hay không cũng không quá quan trọng. Giải, việc giải đóng băng khiến cho đối phương khả năng cao cũng sẽ được giải, nếu như mà họ có một ai đó giải hiệu ứng, nhưng mình chưa nhìn thấy ai. Đừng cho con Athena biến hình nhá. Athena biến hình thì sẽ miễn nhiễm hiệu ứng và giải hiệu ứng, các hiệu ứng bất lợi hiện tại hay lắm. Thêm một hiệu ứng nữa vào Kula. Đã bảo đừng giải hiệu ứng cho con Athena rồi mà lẹ, đúng không? Đấy, thành ra con Athena đối phương nó lại giải ngược lại cho con Kula băng. Mình nghĩ nếu như mà nó chọi vào vị trí của Vice Major nhé, thì có lẽ trận đấu này nó sẽ đi đến một cái đường hướng khác rồi, chứ nó không phải như này đâu. Quá đen cho đội bán kem. Rồi, bắt đầu thì thấm hơn ở đây các bạn ạ. Rồi, nhưng mà thật sự vẫn chưa quá thấm đúng không các bạn? Nó vẫn bình bình thôi. Nói chung thì các bạn đấm để ý là kể cả vai, kể cả Metro, Ca Phẩy cũng khó mà có thể gọi là có highlight lên tới hàng chục triệu sát thương với team của mình được. Mình nói nhanh cho nó vuông. Chỉ có mỗi con Terico là mình ngán thật thôi các bạn ạ. Chứ Metro với Ca Phẩy mình nói thật với các bạn là khó mà ăn được highlight với mình. Thắng thì thắng thôi chứ có highlight hơi khó luôn. Sợ Terico lắm ấy. Nhưng mà bây giờ nói thật với các bạn là bớt sợ nhiều rồi. Vì đa phần bây giờ người ta không sử dụng hồn lực lâm bão tố cho Terico, mà dùng cho Metro và cho Ca Phẩy. Chắc chắn một điều là nó hiệu quả hơn. Người ta đã test chán rồi. Mình nghĩ mình cũng thấy rằng nếu như mà đưa cái bộ hồn lực lâm ấy cho các vị trí như mình vừa nói ấy, Metro và Ca Phẩy ấy, chắc chắn nó sẽ tốt hơn vị trí Terico. Terico đợi nó bùng nổ lượt 2 và lượt 5 thì cả làng chết hết rồi đúng không? Đấy, ok. Các bạn nhìn thấy team của mình có cửa thắng ngày nay đúng không? Phát cuối Metro công nhận dã man thật đấy. Bây giờ phải làm mèo khắc chế con Metro các bạn ạ. Chứ như thế này thì khó mà chơi với nó các bạn này. Quả này các bạn nhìn thấy team của mình ngoại trừ mất tung ra, còn đâu là vẫn đang ngon lành. Thế mà cái gì nhờ Metro nó cào nát chết hết được thì cũng hơi bị ảo luôn đấy. Mình nói thật với các bạn là chưa tìm được cái phương pháp nào khắc chế Metro hữu hiệu. Dulon giảm cái sát thương của Metro đi nhưng chỉ là một giảm được có bao nhiêu 20% thôi. Ăn thua gì đúng không? Đấy. Các võ sĩ ít máu vẫn là bị đấm vẫn trận chết như thường. Rồi rằng Damawe không trốn nổi, khó khắc chế. Run thủ hộ của Dulon cũng không được. Các bạn lưu ý rằng run thủ hộ của Dulon nhé là nó sẽ làm giảm nộ đối phương, nhưng Major mới đang có khiên ấy thì nó bỏ qua giảm nộ. Và mình nhớ là máu của nó trên 80% thì nó cũng bỏ qua giảm nộ nhá, nó không thể bị giảm nộ được. Chơi bài rất ác độc luôn. Thế thì các bạn bảo làm hay bắt được nó. Phản đòn thì có khiên như thế này thì sẽ miễn nhiễm phản đòn, đúng không? Thế thì bây giờ đánh giết nó kiểu gì? Quá khó luôn các bạn ạ. Đây, giết thì hồi sinh. Cả chị lẫn em. Được, cả hai chúng mày. Đây là Vice, đã có full thanh tích thương. À không, gần full thanh tích thương. S-Mark luôn. Và các vị trí thấp máu, ví dụ như Athena của mình hiện tại như thế này, mây chờ nó vả phát chết ngay thôi. Bật biến hình, và bật biến hình xong nó có đập thêm phát lửa. Teo cái gì đấy. Đúng không? Đấy, như quả đấy mà Athena mình full bình thì chưa chắc đã thua. Ok, khá củ chuối nhưng mà con Dulon này con sau cùng. Nói chung là bắt các bạn thấy mình bắt đầu có cơ hội rồi, chứ không phải là không. Đấy, bắt đầu có cơ hội rồi, thôi hy vọng trong tương lai thôi, bây giờ chưa đấm được lão hát hát. Đấy, đấm lão hát xong thì bây giờ lại phải. Thật ra là mình thua lực chiến lão chết tao đi, chứ mình đảm bảo với các bạn nhé. Dulon của mình có hồn vũ khí, và Kula hồn vũ khí thôi. Thậm chí không cần cũng được, chỉ cần mình gọi là đồ nó đủ một chút. Đấy, mình đảm bảo các bạn có tỷ lệ thắng chết tao đi ngay. Đấy, vì team của lão chết tao đi cũng không khác nhiều lắm so với team của Ozil hay là của Floramin B đâu. Đấy, cái lối tấn công thì mình cũng không quá đáng sợ đâu, nhưng chẳng qua lực chiến nó thua nhiều quá, thua đến gần triệu đúng không, thua đến 800k, hơn 800k lực chiến khó như thế, nó là đến tầm sấp xỉ 20% chỉ số lực chiến này. Thua nhiều đồ đấm nó sẽ không có kiểu chấm máu lúc đấy,
đấm là chết ngay. Và chết ngay thì không thể nào mà hồi lại máu được. Rồi nhá, hẹn lại các bạn trong các buổi live stream tiếp theo. Tiếp nhất thì cái gì nhỉ? Các bạn nhớ là giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là dịch Covid đang diễn ra hoành hành rất ghê gớm. Đấy. Ở Hà Nội thì mới diễn ra một cái vụ việc mình thấy rằng thể hiện cái dân trí rất là thấp. Đấy, đó là chỉ vì lo sợ bị cách ly khiến mất Tết mà không khai báo một cách trung thực. Đấy, đúng không? Dù là biết mình là người có nguy cơ bị nhiễm virus rất cao vì họ đã tiếp xúc với từng, mình nhớ là tiếp xúc với F0 hay F1 ấy. Đấy, mà lại không khai báo khiến cho cả khu vực bị cách ly. Tức là ban đầu đáng nhẽ chỉ có vài người bị cách ly thì bây giờ lên tới hàng nghìn người phải cách ly. Đấy, rất là khổ đúng không các bạn? Đấy làm ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân mình mà còn người thân của mình mà còn cả những người khác trong cộng đồng. Đấy thì các bạn thì mình cũng hy vọng là thể biết tự giữ gìn cho bản thân, cho mình và cho người khác nữa. Dịch Covid đang hành hành. Đấy, có lẽ những ngày Tết ở nhà có lẽ lại là phương án tốt hơn cả trong thời điểm hiện nay đúng không các bạn? Đấy. Mình cũng sẽ cố gắng ra các video đều đều, nhiều chủ đề khác nhau. Các bạn có thời gian cái gì nhỉ? Ở nhà không phải nhàm chán nhé. Đừng quên để lại những sự ủng hộ của các bạn, bình luận, comment, các ý đúng không? Trong các clip của mình. Tạo để không tạo cho mình sự nhàm chán đúng không? Mình cũng không được đi đâu cũng khá là buồn. Thì cũng muốn là cái gì nhỉ? Các bạn chia sẻ cùng để cho mình cũng vui hơn. Đấy, hẹn gặp các bạn trong các buổi live stream cũng như những video tiếp theo.